Bước đầu tiên bạn cần phải in test để lấy cái giải API của máy. Đầu tiên bạn tắt máy, sau đó giữ cái nút paper ở phía trên, sau đó bật nguồn lên. Nhưng mà tay vẫn phải giữ cái nút paper, sau khoảng tầm 3 giây thì mình bỏ ra. Sau khi in test xong thì tờ giấy sẽ hiển thị cái API của máy in. Và các bạn làm theo các bước sau.